Mình mới mua được cái kiểu dẻo pizza nè, ngon chưa? Lêu lêu, cái đồ nhầm nhèo, có mỗi một cái pizza. Xem này, có hai cái nhá. Pizza của tớ mà. Đợi đấy. Yeah, có tận hai cái kẹo dẻo pizza nhá. Ngon quá đi. Đứa nào bảo em chị không có tiền mua kẹo dẻo, bước ra đây. Oh my god, có cả pizza thật á. Cho em xin một miếng đi. Sao, sợ chưa? Chị nói cho mày biết, đừng bao giờ khinh thường người khác.